quá trình tinh hoàn di chuyển từ ổ bụng xuống bìu. Đấy là ba cái mục tiêu chúng ta cần phải đạt được trong bài hôm nay nhé. Các em nghe cô nói nó có ổn không? Không ạ. Ừ rồi, bởi vì cô ngồi ở cái chỗ này thì bên ngoài nó hơi ồn, nhưng mà có tai nghe rồi thì chắc nó cũng đỡ. Nếu mà ồn thì cô sẽ di chuyển đến cái chỗ khác. Thế chúng ta nhắc lại một chút về các cái phần mà chúng ta đã được học, đúng không? Trong cái sự hình thành phát triển hệ sinh dục nam thì cũng như là hệ sinh dục nữ, chúng ta sẽ xem cái sự phát triển của tuyến sinh dục này, ống sinh dục hay còn gọi là đường sinh dục, đúng không? Và cơ quan sinh dục ngoài. Và mỗi một cái thành phần này thì đều trải qua hai giai đoạn, là giai đoạn chưa biệt hóa và giai đoạn biệt hóa. Đấy. Ở bài này chúng ta chỉ nói về giai đoạn biệt hóa thành hệ sinh dục nam thôi, còn chưa biệt hóa thì cô chỉ nhắc qua lại để cho nhớ lại thôi nhé, chứ không liên quan một cái thời kỳ chưa biệt hóa nữa. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào cái bất thường của cơ quan sinh dục ngoài và cái sự di cư của tinh hoàn. Đấy là cái nội dung của bài ngày hôm nay nhé. Những cái phần này thì chúng ta đã nhắc đến rồi, đúng không? Cô sẽ đi nhanh cái phần này nhé. Chúng ta nhớ lại về cái quá trình biệt hóa của giới tính có bốn, cái sự biệt hóa giới tính có thể chia làm bốn pha, đúng không? Thứ nhất là giới tính nhiễm sắc thể. Đấy, được quyết định ngay sau khi thụ tinh đấy, xem là những tinh trùng X hay tinh trùng Y được thụ tinh với noãn nhé. Giới tính này còn là giới tính di truyền đấy, gọi giới tính di truyền. Thứ hai là giới tính tuyến sinh dục. Đấy, thì nó được xác định bởi nhiễm sắc thể Y và nó liên quan đến cái sự xuất hiện của cái tuyến sinh dục, đó là tinh hoàn hay là buồng trứng xuất hiện ở phôi nhé. Thì người ta thấy là những cái cấu trúc mô của tuyến sinh dục nó xuất hiện ở phôi nam là tuần thứ 6, phôi nữ tuần thứ 7. Như vậy phải sau tuần thứ 7 chúng ta mới biết được là phôi nam hay phôi nữ, nếu mà dựa vào cái giới tính của tuyến sinh dục này. Thứ ba là giới tính về kiểu hình, thì đó là sự biệt hóa về giới đối với ống sinh dục và cơ quan sinh dục ngoài nhé. Đấy. Thì chúng ta nhìn vào cái cấu tạo của ống sinh dục và cơ quan sinh dục ngoài, chúng ta biết được đấy là giới tính gì, thì đấy là giới tính về kiểu hình, đúng không? Thứ tư là cái giới tính sau sinh và giới tính được thừa nhận, ngay sau sinh và giới tính được thừa nhận lúc mới sinh và sau khi sinh, thì đây là cái giới tính sau đó nhé. Liên quan đến bốn cái giới tính này thì ở trong phần sinh học thì cô Hải cũng đã đưa cho các bạn bốn cái khái niệm cũng tương tự, đúng không ạ? Cô đã giới thiệu bài trước. Thế thì chúng ta biết là cái sự biệt hóa về giới tính ấy, thì bây giờ người ta cũng đã xác định được là có những cái yếu tố nào nó tham gia để quyết định cái giới tính của người, đúng không? Chúng ta biết cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái nhiễm sắc thể giới nhé, cái nhiễm sắc thể giới X hay là Y đấy, được thụ tinh với noãn. Tuy nhiên ngoài cái nhiễm sắc thể giới ra thì người ta thấy là còn có những cái yếu tố khác không phải nằm trên nhiễm sắc thể giới, mà nó là những cái yếu tố được quy định bởi các cái gen mà nằm trên nhiễm sắc thể thường nhé, được mã hóa trên nhiễm sắc thể thường đấy, thì nó sẽ tổng hợp lên các cái hormone và những yếu tố khác để tham gia vào cái quá trình quyết định giới tính đấy. Những cái hormone và những yếu tố này là những yếu tố gì thì ở phần sau chúng ta nói đến nhé. Đấy. Và cái cơ thể của phôi nó chỉ biệt hóa theo hướng nam khi mà có cái tác động, có những yếu tố tác động chi phối quyết định là cái phôi đó phát triển thành nam nhé. Còn nếu không có những yếu tố đấy thì phôi sẽ phát triển thành nữ. Thế thì những cái yếu tố chi phối phát triển thành nam là những yếu tố nào? Có bốn yếu tố khi mà có mặt thì sẽ quyết định cho phôi phát triển thành nam. Yếu tố thứ nhất là cái yếu tố mà nó quyết định để cho tuyến sinh dục trung tính hay là tuyến sinh dục chưa biệt hóa, nó sẽ biệt hóa để tạo ra tinh hoàn, đúng không? Đấy là TDF nhé. Đây là yếu tố xác định tinh hoàn, đúng không? Tức là nó quyết định là cái việc là thành lập xuất hiện cái tinh hoàn này này nhé. Đấy là TDF. Đấy. Yếu tố thứ hai là một cái protein mà nó quyết định sự hình thành các tế bào Sertoli từ dây tủy. Trong cái quá trình phát triển của tuyến sinh dục ấy, thì cái dây tủy này nó được phát triển từ dây sinh dục nguyên phát và nó sẽ tham gia vào cái quá trình hình thành của tế bào Sertoli. Đấy, thì cái việc mà dây tủy phát triển ở Sertoli thì nó được thực hiện bởi một cái, người ta xác định được đó là tại một cái vùng ở trên nhiễm sắc thể Y nhé. Có cái gen ở trên cái nhánh ngắn của nhiễm sắc thể Y, nó sẽ quyết định cho cái việc là tạo ra cái protein để quyết định cái sự tổng hợp tạo thành tế bào Sertoli. Yếu tố thứ ba là một cái hormone mà nó không cho cái ống cận trung thận phát triển nhé.
hormone ức chế không cho đường sinh dục và cơ quan sinh dục của nữ phát triển. Đấy là hormone ức chế ống cận trung thận, AMH, nó là viết tắt của anti Müllerian hormone nhé, hormone ức chế ống cận trung thận. Đấy. Hay còn gọi là MIS, nó là viết tắt của cái chữ này nhé, là cái chất mà ức chế cái ống Müller này. Đúng không? Đấy. Thì cái hormone này do cái tế bào Sertoli tiết ra và nó phối hợp tác động cùng với testosterone thì nó sẽ không cho cái đường sinh dục và cơ quan sinh dục ngoài phát triển theo hướng nữ. Yếu tố cuối cùng mà không thể không nhắc đến, và bài trước các bạn cũng đã được học về cái phần testosterone này đấy, cái chức năng của testosterone ở trong phần sinh lý đúng không, nó rất quan trọng trong cái việc là quyết định xem là phôi phát triển thành nam hay là không nhé. Thế thì vai trò của testosterone là nó tham gia giúp phát triển cái đường sinh dục và cơ quan sinh dục ngoài theo hướng nam. Như vậy là bốn cái yếu tố này nó sẽ tác động phối hợp với nhau để giúp cho tuyến sinh dục, đường sinh dục và cơ quan sinh dục ngoài phát triển thành nam. Ở cái sơ đồ này là minh họa cho cái vùng, đây là cái vùng mà nó xác định giới tính ở trên nhiễm sắc thể y, người ta tìm được chính xác cái vị trí của nó trên cái nhánh ngắn của cái nhiễm sắc thể y nhé, có cái gen để chi phối cái việc là để chi phối cái việc là xác định phát triển theo hướng nam ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái sự phát triển của từng cái phần một. Thứ nhất là tuyến sinh dục nhé. Tuyến sinh dục phát triển theo hướng nam thì nó sẽ phát triển như thế nào? Đấy. Ở cái phần mà giai đoạn chưa biệt hóa đấy, ở cái thời kỳ chưa biệt hóa thì chúng ta nhớ lại nhé, cái phần này là cái phần chúng ta đã được nhắc đến rồi, nên chúng ta nhắc lại phần đầu chút thôi. Thì tuyến sinh dục hay còn gọi là mào sinh dục đúng không? Đấy. Nó là một cái cấu trúc mà được nảy nở từ cái biểu mô của khoang cơ thể tụ đặc vào cái trung mô nền, tụ đặc vào cái trung mô nền này nhé. Đấy. Thì nó tạo thành một cái cấu trúc người ta gọi là mào sinh dục hay là tuyến sinh dục. Cái mào sinh dục với tuyến sinh dục nó nằm cạnh một cái khối là khối trung thận, trung thận. Đấy. Thì cả cái khối trung thận và cái mào sinh dục này thì người ta gọi tên chung là mào niệu sinh dục, còn nếu chỉ có tuyến này thôi thì gọi là tuyến sinh dục thôi hoặc mào sinh dục thôi. Để trên tiết độ cắt dọc và tiết độ cắt ngang của nó thì cái mào sinh dục đây nhé. Thế sau khi hình thành mào sinh dục thì bắt đầu là đến có cái sự di cư của các cái tế bào mầm sinh dục nguyên thủy ở trên cái thành của túi nhuận hòa. Đây là phôi đúng không? Cơ thể của phôi, đây là khoang ối, đây là túi nhuận hòa. Thế trên thành của túi nhuận hòa này, gần về phía đuôi của phôi, đuôi phôi đây, thì có các cái tế bào mầm sinh dục nguyên thủy nó xuất hiện, và sau đó thì nó di cư theo mạc treo ruột nhé, mạc treo ruột lưng ấy, đằng sau nó sẽ đi đến cư trú ở cái vùng của tuyến sinh dục này. Đấy. Thì người ta thấy là cái quá trình di cư ấy của các cái tế bào mầm sinh dục nguyên thủy thì bắt đầu di cư vào khoảng đầu tuần thứ năm, và đến cái tuần thứ sáu thì nó sẽ đến được cái vùng tuyến sinh dục này nhé, đến cái vùng tuyến sinh dục hay là vùng mào sinh dục này. Và sự có mặt của các cái tế bào mầm sinh dục nguyên thủy, tế bào màu đỏ này, thì nó chính là nó đã cảm ứng lên cái sự phát triển của tuyến sinh dục. Nếu mà không có các tế bào mầm sinh dục nguyên thủy đi đến đây ấy, thì tuyến sinh dục này nó sẽ không phát triển được nhé. Đấy, nên người ta nói rằng là cái sự có mặt của các cái tế bào mầm sinh dục nó đã gây cảm ứng kích thích cho cái sự phát triển của tuyến sinh dục. Đấy. Thế sau đó thì khi mà các cái tế bào mầm sinh dục nguyên thủy đi đến đây thì người ta thấy rằng là cái biểu mô của cái tuyến sinh dục, biểu mô của tuyến sinh dục hay là của màng sinh dục ấy, nó sẽ tăng sinh để tạo thành các dây sinh dục nguyên phát. Cô đang nói ở đây là vẫn đang nhắc lại với các bạn vào trong cái thời kỳ chưa biệt hóa nhé. Đấy. Bởi vì muốn nói về thời kỳ biệt hóa thì chúng ta phải nhớ lại được kiến thức của thời kỳ chưa biệt hóa đúng không? Thế thì dây sinh dục nguyên phát đừng thành nhé, và nó vẫn còn liên hệ với cả cái biểu mô của tuyến sinh dục này này, nó vẫn còn liên hệ với biểu mô. Thế thì cái tuyến sinh dục nó dừng lại ở cái cấu trúc như thế này, tức là gồm có các dây sinh dục nguyên phát đi từ biểu mô tuyến sinh dục vào nhé, tạo ra những dây sinh dục nguyên phát ở đây, và có cái sự xâm nhập của các tế bào mầm sinh dục nguyên thủy vào đây, thì dừng như thế này thì đây chính là một cái tuyến sinh dục trung tính nhé, hay là tuyến sinh dục chưa biệt hóa. Ở bài trước nếu mà biệt hóa theo cái giới nữ đúng không, nếu mà phôi được phát triển theo cái hướng nữ ấy, thì người ta thấy rằng là các cái dây sinh dục nguyên phát thì làm sao ạ? Nó phát triển vào trong vùng tủy và sau đó nó sẽ thoái triển đúng không, và xuất hiện thêm một cái dây vỏ thứ hai ở cái biểu mô tuyến sinh dục này nhé, và chính cái sự dây vỏ đấy nó phát triển vào đây thì nó mới tạo ra cái cấu trúc của buồng trứng. Thế bây giờ ở tinh hoàn, nếu mà phôi này phát triển theo hướng nam thì nó sẽ hình thành cái tinh hoàn như thế nào? Đấy.
thì người ta thấy rằng các cái dây sinh dục nguyên phát ấy nó tiếp tục phát triển lên nhé. Đấy. Nó đi sâu vào cái vùng tủy của tuyến sinh dục này, tiếp tục xâm nhập vào đây và nó tạo thành những cái dây này, người ta gọi là dây tinh hoàn hay là dây tủy. Dây sinh dục nguyên phát sẽ xâm nhập và phát triển thành dây tinh hoàn hay dây tủy. Rồi sau đó thì ở tại cái vùng tủy này thì các cái dây tủy này nhé, nó sẽ trở thành hình thành nên những cái sợi nhỏ, những cái lưới sợi nhỏ ở đây. Như hình bên này thì đây, lưới sợi nhỏ đây. Thế cái lưới sợi nhỏ này nó chính là sẽ tạo ra cái hệ thống lưới Hà-le hay là lưới tinh ấy. Các em học ở phần mô học cấu tạo của tinh hoàn đúng không? Thì ở cực sau truyền tinh hoàn có cái cấu trúc vỏ sơ nó dày lên, gọi là trung thất tinh hoàn đúng không? Trung thất tinh hoàn đấy, thì trong cái trung thất tinh hoàn đấy có chứa cái hệ thống lưới tinh nằm ở trong đấy. Thế thì cái lưới tinh nó chính là những cái sợi nhỏ mà do các cái dây tủy hay dây tinh hoàn này nó hình thành nhé, nó tạo thành. Sau đó thì ngay sau đó thì các cái dây tủy hay là dây tinh hoàn này, nó sẽ tách khỏi cái biểu mô bề mặt của cái tuyến sinh dục. Đây là biểu mô bề mặt, nó tách đi, nó tách khỏi ra nhé. Đấy. Và nó được ngăn cách với cái biểu mô này, ngăn cách với cái biểu mô bề mặt này bởi một cái cấu trúc. Đây, cấu trúc này khá là dày và có nhiều thành phần sợi sợi sơ ấy, hay sợi collagen. Cái này chính là bao trắng của tinh hoàn, bao trắng của tinh hoàn. Đấy. Nên khi chúng ta học tinh hoàn, chúng ta biết là bọc ngoài cái tinh hoàn ấy, bao bọc bên ngoài nó sẽ là một cái vỏ sơ khá là dày, đúng không? Có nhiều sợi collagen, chính là bao trắng tinh hoàn và nhìn rất là rõ nhé. Ở tinh hoàn thì bao trắng nhìn rất là rõ. Đấy, và nó rất là đặc trưng cho cái cấu tạo của tinh hoàn. Tiếp theo thì vào khoảng tháng thứ tư nhé, tháng thứ tư thì lúc này các cái dây tủy hay là dây tinh hoàn đấy nó sẽ tạo thành những cái cấu trúc có hình đế dày. Đây chúng ta nhìn hình nó hình uốn cong như thế này này. Cái này là nó sẽ hình thành nên cái ống sinh tinh đấy. Mỗi một cái hình đế dày uốn cong này sẽ trở thành một cái ống sinh tinh. Đấy. Cái hình đế dày này thì nó kín ở cái đầu mà giáp với cả bề mặt của tuyến sinh dục đúng không? Còn cái phần kia thì nó sẽ nối tiếp đúng không? Nó sẽ nối tiếp với hệ thống lưới tinh hoàn nhé. Đây cái hệ thống lưới sợi này. Như vậy cái hình đế dày chính là dây tủy hay dây tinh hoàn tạo thành ấy, thì nó sẽ có một đầu kín và một đầu nối với lưới lưới tinh hoàn nhé. Đấy. Lúc này ở trên thành của cái dây tinh hoàn này thì nó có sự sắp xếp của hai loại tế bào, một là tế bào mầm sinh dục nguyên thủy thì là những tế bào màu đỏ ở trên hình này. Đấy. Mỗi một cái dây hình uốn cong này chúng ta nhìn thấy có những tế bào màu đỏ đúng không, và xen lẫn với những cái tế bào màu đen. Đấy. Thì nó có sự sắp xếp của các cái tế bào mầm sinh dục nguyên thủy với cả tế bào Sertoli nhé. Thế cái tế bào Sertoli này chúng ta chưa nói đến nó ở đâu ra. Tế bào Sertoli này nó được sinh ra cũng từ cái biểu mô bề mặt của tuyến sinh dục này, nó tạo ra những tế bào Sertoli, và các tế bào Sertoli nó cùng với tế bào mầm sinh dục nguyên thủy để sắp xếp trên thành của các cái dây tủy nhé. Như vậy nguồn gốc tế bào Sertoli cũng chính là biểu mô bề mặt của tuyến sinh dục hay là chính là biểu mô bề mặt của khoang cơ thể đấy. Như vậy lúc này chúng ta thấy là gần như là các cái cấu trúc của tinh hoàn đã được tạo thành đúng không, và còn thiếu cái phần mô mô kẽ của tinh hoàn nữa. Cái này là mới hình thành nên cái ống sinh tinh thôi nhé, cái hình đế dày này tạo ống sinh tinh. Còn cái phần mô liên kết giữa các ống sinh tinh thì là mô kẽ đúng không. Thế tế bào kẽ sẽ được tạo nên, cái nguồn gốc của tế bào kẽ là do cái trung mô của cái màng sinh dục này nó tạo này nhé. Bởi vì chúng ta nhớ lại cái sự hình thành của tuyến sinh dục ban đầu ấy, chúng ta nói đến nó được hình thành là do biểu mô của khoang cơ thể làm sao ạ, nó lõm vào đúng không, tăng sinh của biểu mô khoang cơ thể vào cái trung mô đấy, trung mô của cái tuyến sinh dục nhé. Ở ngay cái slide đầu tiên đấy, chúng ta nói về sự hình thành của tuyến sinh dục đấy nhé, do cái sự biểu mô của khoang cơ thể nó nảy nở vào trung mô của cái màng sinh dục này. Thế thì các cái tế bào ở trung mô màng sinh dục này thì nó sẽ tham gia tạo nên tế bào lây đích hay là tế bào kẽ ở mô mô kẽ của tinh hoàn nhé. Và các tế bào lây đích này thì nó chức năng của tế bào lây đích là tiết ra testosterone đúng không? Thế người ta thấy tuần thứ 8 là nó đã có cái hoạt động tiết ra testosterone rồi. Đấy. Và do vậy mà dưới cái tác dụng của testosterone này thì các cái cấu trúc ống sinh dục và cái cơ quan sinh dục ngoài nó sẽ nhanh chóng phát triển theo hướng nam nhé. Tuần thứ 8 rất là sớm đúng không? Đấy, thế nhanh chóng phát triển theo hướng nam để sau đó chúng ta nhìn và chúng ta biết ngay đây là cô nam. Tiếp đến là sự hình thành các cái cấu trúc ở bên trong màng tinh này, thì chúng ta thấy rằng là
các cái dây tủy hay dây tinh hoàn này này, nó gì ạ, nó nối với hệ thống lưới tinh đúng không, nối với hệ thống ống lưới tinh này. Sau hệ thống ống lưới tinh này thì nhanh chóng là gì, nối với những cái ống ngang màu xanh này này. Cái ống này nếu mà các em đã học còn nhớ cái kiến thức của cái phần hình thành và phát triển hệ tiết niệu ở năm thứ hai chúng ta học ở môn thận niệu ấy, thì chúng ta nhớ đây là những cái ống trung thận ngang nhé, hay là ống chế tiết của trung thận. Và cái ống này thì nó có hình chữ S, nó có một đầu thì được ấn lõm bởi tiểu cầu mạch, còn một đầu làm sao, một đầu thì nó mở thông vào một cái ống chạy dọc. Ống chạy dọc này là ống trung thận dọc, hay còn gọi là ống trung thận thôi, hay còn gọi là ống vôn đúng không. Đấy. Thế thì cái hệ thống lưới tinh này nó sẽ nhập ngay vào những cái ống ống trung thận ngang này, những cái ống chế tiết của trung thận này, nhé. Và những ống trung thận ngang này thì nó sẽ trở thành các ống ra đúng không? Trong tinh hoàn, học cấu tạo tinh hoàn chúng ta biết rồi, lưới tinh là nối với hệ thống ống ra nằm ở trong mào tinh đúng không? Đấy. Và các ống ra thì nó là cái đoạn giữa của cái hệ thống lưới tinh này với cả cái ống chạy dọc này. Ống chạy dọc này các em biết là sau này nó sẽ hình thành nên cái gì không? Nó sẽ hình thành nên ống mào tinh đấy nhé. Cái ống trung thận dọc này này nó sẽ hình thành nên ống mào tinh. Ống mào tinh thì có cái đoạn trên thì nó thẳng, còn đoạn dưới thì nó cuộn xoắn đúng không? Đấy, học ở trong bài môn học vệ sinh dục nam rồi nhé. Thì cái hoạt động của cái ống sinh tinh này nhé. Cái ống sinh tinh này thì ở thời kỳ phôi thai ấy, sau khi mà hình thành thì nó sẽ ở tình trạng đặc. Tức là các tế bào nó sắp xếp ở đây nó đặc chứ nó không có lòng. Nó chưa có cái quá trình tạo tinh trùng. Đấy. Đến tuổi dậy thì bắt đầu là lòng ống này mới xuất hiện, lòng ống sinh tinh mới xuất hiện, và các cái tế bào mầm sinh dục ở đây lúc đấy nó mới phát triển thành các tinh nguyên bào nhé. Còn nếu mà chưa tuổi dậy thì nó vẫn chỉ là tế bào mầm sinh dục nguyên thủy thôi. Đấy. Đến tuổi dậy thì nó trở thành tinh nguyên bào, và sau khi thành tinh nguyên bào thì nó sẽ gì, xảy ra một loạt quá trình biệt hóa rồi phân chia đúng không, quá trình giảm phân 2 lần đấy, để cuối cùng là cho ra các tinh trùng. Đấy. Đấy là cái hoạt động của nó. Như vậy, so sánh với cái quá trình hình thành tinh hoàn với cả hình thành buồng trứng ở bài trước thì chúng ta thấy cái này chúng ta thấy rõ ràng là cái điểm khác biệt lớn nhất là ở phôi nữ ấy, thì là các cái dây tủy của tuyến sinh dục nó sẽ phái triển đúng không? Tức là dây sinh dục nguyên phát nó sẽ trở thành dây tủy và chủ yếu nó nằm ở vùng tủy này, sau đó nó sẽ thoái triển đi, nó thoái triển đi. Và cái biểu mô bề mặt này nó sẽ tăng sinh lần thứ hai tạo ra các cái dây vỏ, từ đó nên mới hình thành nên các cái nang trứng ở buồng trứng nhé. Tức là nó có sự phát triển của một cái thế hệ dây vỏ thứ phát. Còn nếu như mà ở phôi nam thì các cái dây tủy được hình thành từ cái dây sinh dục nguyên phát ấy, nó trở thành các dây tủy, và dây tủy này nó không khoái triển, dây này còn gọi là dây tinh hoàn đúng không, dây tủy và dây tinh hoàn nhé, và nó không có cái thế hệ dây vỏ. Thì đấy là cái sự khác biệt chính giữa hai cái quá trình và tạo ra tinh hoàn hoặc là buồng trứng. Đến cái sự phát triển của cái thành phần thứ hai, đó là phát triển của ống sinh dục hay là đường sinh dục, thì các em thấy là trong cái thời kỳ chưa biệt hóa, cái thời kỳ chưa biệt hóa thì đều là nhắc lại đúng không? Thì ở cả hai phôi nó có hai cái cặp ống, đó là cặp ống cận trung thận và cặp ống trung thận. Thế thì cặp ống cận trung thận đây, các em nhớ lại nhé, nhớ lại cái hình phôi này. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là gì, nó được hình thành do sự lõm vào của biểu mô khoang cơ thể đúng không? Cái chỗ này đấy. Sau đó cuộn lại tạo thành ống, cái ống này là ống cận trung thận, ống cận trung thận nhé. Có hai cặp ống cận trung thận ở hai bên đúng không? Và gì, về cái ống này thì nó chia thành 3 đoạn đúng không? Cái phía trên đầu này, phía đầu thì nó mở vào khoang cơ thể bởi cấu trúc hình phễu, nếu như mà ở nữ thì nó phát triển thành thành cái phần tua, phần loa vòi trứng đấy nhé, nó có các cái tua vòi đây. Đấy. Sau đó nó chạy song song với cả ống trung thận. Ống trung thận chính là ống vôn này này nhé. Chạy song song với ống trận. Đến đoạn dưới thì nó bắt chéo qua ống ống trung thận nhé. Ở phía trên là chạy song song mặt bên này, đến dưới bắt chéo. Và đến cái phần cuối này thì hai cái ống cận trung thận hai bên sẽ sát nhập với nhau đúng không? Ở nữ thì sẽ tạo nên tử cung này, ở đây là cái này là vòi tử cung này, và một phần trên ở của âm đạo nhé. Thế ở phôi nam, cái phần này là cũng là của nữ nên cô xin chắc không nhắc lại đây nữa. Ở phôi nam thì nó sẽ phát triển như thế nào nhé. Ở phôi nam thì chúng ta biết là do nó có cái hóc môn AMH, đấy là hóc môn ức chế cái sự phát triển của ống cận trung thận. Do vậy ống cận trung thận nó có hình thành ban đầu nhưng sau đó nó sẽ phái triển đi chứ nó không phát triển như ở phôi nữ nhé. Đấy.
Thế ở phôi nam thì cái đường sinh dục hay là ống sinh dục ở nam ấy, thì chúng ta hiểu bản chất của nó chính là đường dẫn tinh ở nam giới đấy, nó chính là đường dẫn tinh nhé. Thế chúng ta xem là các cái hệ thống đường dẫn tinh ở nam thì nó có nguồn gốc từ đâu. Trong cái phần này chúng ta sẽ xem nó có nguồn gốc từ đâu. Vừa nãy là chúng ta nói đến cái đoạn lưới tinh đúng không? Bắt đầu từ lưới tinh này rồi. Lưới tinh này này thì sau đó được nhập vào các cái gì? Các cái ống da của tinh hoàn. Các cái ống da này là cái gì? Nó chính là cái ống trung thận ngang hay là ống chế tiết của trung thận nhé. Ống chế tiết ở trung thận. Đấy. Đây khi trung thận thoái triển nên một số ống bài xuất hình thành cái mối tiếp xúc với lưới tinh. Trung thận ở cả hai giới sẽ thoái triển, nhưng ở phôi nam thì nó sẽ để lại một số cấu trúc để tham gia vào cái sự hình thành của cái đường dẫn tinh ở nam giới. Còn ở phôi nữ thì gần như nó thoái triển hết nhé, nó có thể là có một hai cái vết tích ở phôi nữ thôi. Thế đây chúng ta thấy là một vài cái ống trung thận nó còn sót lại thì nó sẽ liên hệ với cái hệ thống lưới tinh, và những cái ống còn sót lại này nó tạo ra ống da của tinh hoàn. Đây chính là ống da của tinh hoàn nhé. Còn những cái ống trung thận ngang ở phía dưới này này, những cái ống ở phía dưới này thì nó không nối với lưới tinh, không nối với lưới tinh, và nó sẽ để lại một cái vết tích. Về sau nó sẽ để lại vết tích là cái phần mà ở gần cái phần dưới của tinh hoàn và gần cái phần đuôi của mào tinh này. Cái này người ta gọi đây là thể cận mào tinh nhé, thể cận mào tinh hoàn hay là thể cận mào tinh đấy, hay là cơ quan Villares đấy. Cái chỗ này chính là cái di tích của những cái ống trung thận ngang, nhưng nó ở phía dưới, nó không nối với lưới tinh. Còn cái những cái ống bên trên thì nó mới nối với lưới tinh, nó tạo ra ống ống da nhé. Thì đấy là ống da. Tiếp, còn cái ống trung thận dọc thì sao? Ống trung thận dọc thì chúng ta thấy là nó sẽ tham gia hình thành nên ống mào tinh đúng không? Đây cái ống mào tinh chạy dọc này nhé. Cái đoạn trên của ống mào tinh thì nó thẳng, còn đoạn dưới thì nó sẽ cuộn xoắn lại đấy. Như vậy toàn bộ cái ống mào tinh sẽ có nguồn gốc là từ ống trung thận dọc, hay còn gọi là ống trung thận thôi. Ống trung thận dọc thì người ta gọi tên là ống trung thận thôi, thì chúng ta cũng phải hiểu đấy là ống trung thận dọc nhé. Thế còn cái phía trên đầu của cái ống trung thận dọc này thì sao nhé? Cái trên đầu của cái ống trung thận dọc này này thì nó sẽ phát triển đi và nó để lại một cái vết tích. Vết tích này người ta gọi là mẩu thừa mào tinh. Mẩu thừa mào tinh. Đấy, các em thấy là trong thực tế đấy, khi mà các em xem cái cấu trúc của tinh hoàn với mào tinh ấy, thì những cái mẩu thừa rồi những cái thể cận mào tinh này nó vẫn có nhé. Vẫn có đấy đúng không? Nó có thể là viêm mào tinh hoặc là viêm cái thể cận mào tinh này này, nó vẫn vết tích này nó vẫn tồn tại nhé. Đấy. Như vậy cái thể cận mào tinh này thì là di tích của các ống trung thận ngang ở phía dưới, không nối với ống, không nối với lưới tinh đúng không? Còn cái mẩu thừa mào tinh thì nó ở phía trên, nó lại là di tích của ống ống trung thận dọc hay là ống trung thận nhé, phía trên này. Được chưa? Thế thì ống trung thận dọc sẽ tạo ra ống mào tinh. Ống mào tinh có đoạn thẳng và đoạn cuộn xoắn như thế này. Ra khỏi mào tinh thì vẫn là ống trung thận dọc. Ống trung thận dọc nó dài lắm, nó có cả phía trên này, nó cả xuống phía dưới này nữa cơ, đúng không? Thế thì toàn bộ cái phần phía dưới này thì nó sẽ hình thành nên hệ thống ống ống dẫn tinh nhé, hay còn gọi là ống tinh đấy. Ống tinh này khi đến cái phần đổ, đến cái chỗ đổ của túi tinh ấy, thì sau chỗ đổ của túi tinh này thì ống dẫn tinh lúc này gọi tên là ống ống phóng tinh đúng không? Ống phóng tinh. Thế thì toàn bộ cái cấu trúc ở phía sau này, kể cả là ống dẫn tinh rồi là ống phóng tinh này, thì đều là nguồn gốc từ ống ống trung thận nhé, hay chính là ống trung thận dọc. Thế các em chú ý cái phần nguồn gốc của các cái ống để nó tạo ra các cái đoạn của đường dẫn tinh ở nam giới nhé. Thế thì ở nam ấy thì cái ống Müller thì nó không phát triển, Müller hay là ống cận trung thận ấy, thì nó không, nó sẽ thoái triển đúng không? Thế thì người ta cũng thấy là có những cái vết tích của nó để lại, hai cái màu cam này là cái vết tích của cái ống cận trung thận này nhé. Thì rõ ràng là cái phần này là phần đầu, phần phía trên của ống Müller, còn cái phần dưới này là cái phần phía dưới, phần đuôi của nó. Thế thì cái phần đầu của Müller thì nó cũng cũng thoái triển đi, nhưng mà nó vẫn có một cái di tích để lại, người ta gọi đây là phần phụ hay là mẩu thừa tinh hoàn. Cái phần cam này, này đây là mẩu thừa tinh hoàn hay là phần phụ tinh hoàn. Nên là khi chúng ta thấy là có bao giờ kiểm tra thì cũng có một cái tinh hoàn này, xong rồi có cái mào tinh thì úp lên tinh hoàn, nhưng ngoài ra có thể thấy cái mẩu thừa tinh hoàn này nó nằm ở bên cạnh nhé. Nó viêm thì nó cũng 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 có thể là bị viêm đúng không? Còn cái phần cuối của ống Müller này, phần cuối của ống Müller nó sẽ ấn vào cái xoang niệu sinh dục đây nhé. Đây là xoang niệu sinh dục đúng không? Đấy, xoang niệu sinh dục này
Tại sao lúc đầu cái tuyến sinh dục của chúng ta nó hình thành ở đây, mà đến cái giai đoạn ở nam giới thì từ tuyến sinh dục nó lại đi thấp xuống dưới này, tức là từ trên này nó đi hẳn xuống dưới, đúng không? Xuống dưới này, đấy là do nó có cái sự di cư của tinh hoàn nhé. Nếu chúng ta nhìn đến từ hình này sang hình này thì chúng ta thấy cái này nó đang ở dưới mà sang hình này nó lại lên trên đây, đúng không? Cái xoang điện sinh dục này đấy, nó lên trên này, bởi vì do cái này nó đi, nó di cư xuống, hiểu chưa nhé. Còn ở nữ thì nó không có cái sự di cư của buồng trứng, buồng trứng nó chỉ hạ thấp xuống một chút thôi, nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng ở nam là cái này nó đi hẳn xuống dưới nhé, nên là cái dưới này nó thành ở bên trên như thế này. Thế thì cái phần mà cuối của cái ống cận trung thận ấy, nó sẽ là cái di tích của nó, chính là cái người ta cho rằng nó chính là phát triển thành cái tuyến bầu dục, túi bầu dục của tuyến tiền liệt nhé. Tức là cái tuyến tiền liệt thì nó vây xung quanh cái niệu đạo tiền liệt, đúng không? Cái niệu đạo tiền liệt ấy thì nó có một cái túi thừa nó nảy ra phát triển vào trong cái tuyến tiền liệt ấy. Thì người ta cho rằng là cái cấu trúc đấy người ta gọi là túi bầu dục nhé. Thì người ta thấy là khả năng là cái túi đấy có nguồn gốc từ cái phần đuôi của ống cận trung thận, đúng không? Nhưng mà một số khác tác giả thì người ta lại không không thấy cái điều đấy, người ta cho rằng là cái túi bầu dục đấy nó là nguồn gốc từ cái xoang điệu sinh dục này cơ. Thì cái này nó vẫn là cái phần người ta còn đang tranh cãi với nhau. Đấy là hết cái phần ống sinh dục hay là đường sinh dục của nam giới nhé. Thế các em phải giải thích được là xem các cái đoạn ở cái ống dẫn tinh của nam ấy, thì các cái đoạn của nó là nguồn gốc từ cái cấu trúc nào nó tạo thành nhé. Cái nào nó phát triển lên, cái nào nó thoái triển đi, và khi nó thoái triển thì nó để lại những cái cấu trúc nào, đúng không? Chúng ta sang cái thành phần phát triển thứ ba, đó là cái cơ quan sinh dục ngoài. Cơ quan sinh dục ngoài thì ở thời kỳ chưa miệt hóa thì chúng ta nhìn đây rồi, đúng không? Tức là các cái tế bào trung mô nó sẽ di cư đến hai bên. Cái này là màng nhớp nhé, phần giữa này màng nhớp ở phía đuôi của phôi có cái màng nhớp để nó bịt cái ổ nhớp. Thế thì các tế bào di cư là cái phần màu đỏ này, nó di cư hai bên màng nhớp, nó tạo thành cặp nếp ổ nhớp ở hai bên đấy. Và ở phía trước thì ngay phía đầu của màng nhớp này này, thì hai cái nếp ổ nhớp này nó tạo, nó chập lại tạo thành củ sinh dục ở phía trước này. Thế thì đến cái tuần lễ thứ sáu, khi mà cái màng nhớp này nó chia ra thành hai hai màng, tức là bắt đầu khi mà có cái sự xuất hiện của vách niệu trực tràng ấy, nó chia cái ổ nhớp thành hai xoang, là xoang niệu sinh dục phía trước và ống hậu môn trực tràng phía sau ấy, thì cái màng nhớp này cũng tách ra làm hai màng. Màng thứ nhất là màng niệu sinh dục để bịt cái xoang niệu sinh dục, và màng thứ hai là màng hậu môn. Màng là cái phần trắng này nhá, phần trắng này gọi là màng, còn cái phần cam này gọi là nếp, đúng không? Thế thì đây là màng niệu sinh dục, còn đây là màng hậu môn. Thì lúc đấy cái nếp ổ nhớp nó cũng tách ra làm hai nếp, cái nếp này gọi là nếp niệu đạo, còn cái phần dưới này là nếp hậu môn, nếp hậu môn nhé. Và cũng cái thời điểm đó thì bắt đầu là xuất hiện thêm một cái cặp gờ môi bìu ở hai bên của cái nếp niệu đạo này, hai cái cấu trúc màu vàng ở hai bên này nhé. Cái này người ta gọi là gờ môi bìu, bởi vì nó tạo thành môi lớn ở nữ và tạo thành hình thành bìu ở nam đấy. Đấy, hay còn gọi là cái cặp lồi sinh dục, đúng không? Lồi sinh dục cũng là một. Đấy. Thế đến đây thì đến cái tuần thứ sáu thì cái cơ quan sinh dục ngoài trung tính nó sẽ có hình dạng như thế này. Nên chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta chưa biết là nó sẽ phát triển thành nam hay là thành nữ, đúng không? Đấy. Thế hôm nay thì chúng ta nói về nó sẽ phát triển thành nam nhé. Nữ thì chúng ta nói rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói phát triển thành nam. Thế khi phát triển thành nam thì nó phát triển như thế nào? Dưới tác dụng của một loạt các cái yếu tố mà chi phối theo hướng nam ấy, và đặc biệt là androgen này, tinh hoàn thai nó sẽ tiết ra cái testosterone đấy nhé, chính là cái testosterone nó sẽ chi phối lên cái sự tác động của cơ quan sinh dục ngoài này. Thì lúc đó cái củ sinh dục, cái củ sinh dục phía trước nhé, nó sẽ kéo dài ra, kéo dài phía trước và tạo ra dương vật, đúng không? Thế khi mà cái củ sinh dục này nó kéo dài ra phía trước thì có phải là hai cái phần đỏ hai bên này nó là nếp niệu đạo, đúng không? Nếp niệu đạo nó cũng kéo dài theo nhé, cũng kéo dài cái nếp niệu đạo phía trước, và là cái nếp đấy nó sẽ hình thành lên các cái thành bên của cái phần rỗng ở giữa này, cái rỗng này gọi là rãnh niệu đạo. Thì lúc đấy nếp niệu đạo sẽ trở thành thành bên của cái rãnh niệu đạo, rãnh niệu đạo cũng cứ thế lan lan rộng về phía trước, nhưng mà nó không lan đến hết cái phần quy đầu nữa đâu, nó chỉ đến cái phần phần ranh giới giữa cái quy đầu và cái phần thân dương vật thì thôi, nó lan đến cái chỗ đấy thôi nhé, chứ không phải lan đến tận cái chỗ hết cái quy đầu này, đúng không? Đấy, rồi từ rãnh niệu đạo thành tấm niệu đạo. Tấm niệu đạo đây, cái này rãnh niệu đạo này nhé. Đấy, tiếp tục là bắt đầu nó khép, bắt đầu hai cái
bên đó của tấm điệu đạo nó khép vào với nhau và nó sẽ hình thành nên cái ống điệu đạo nằm ở trong cái thân của dương vật này nhé, ống điệu đạo trong cái thân dương vật. Nhưng cái điệu đạo này thì nó chỉ hình thành đến cái chỗ này thôi, tức là đến cái bắt đầu chạm vào cái ranh giới của quy đầu, nó chỉ đến đây thôi. Còn cái điệu đạo ở trong quy đầu này này, điệu đạo trong quy đầu người ta gọi là điệu đạo quy đầu ấy, thì nó không phải nguồn gốc từ cái rãnh điệu đạo này nhé, không phải nguồn gốc từ cái rãnh điệu đạo này. Mà cái điệu đạo quy đầu này là nó có nguồn gốc từ cái phần ngoại bì ở bên ngoài đấy, cái lớp da của quy đầu ở ngoài này, nguồn gốc từ ngoại bì nhé. Đấy, các cái tế bào ngoại bì này nó sẽ xâm nhập vào bên trong, nó tạo ra một cái dây tế bào, cái dây biểu mô ở bên trong cái quy đầu này đấy. Lúc đầu là dây tế bào đặc, về sau nó có lòng, nó tạo thành cái lòng rỗng ở đây đấy. Và cái lòng này thì nó sẽ thông với cả cái niệu đạo trong dương vật mà vừa mới hình thành đấy nhé. Cái phần niệu đạo quy đầu này thì nó hơi phình to ra hơn so với cả cái niệu đạo dương vật, hay là so với cả cái niệu đạo xốp. Cái chỗ này người ta gọi là cái miệng sáo, đúng không? Miệng sáo ở trong cái quy đầu này nhé, hay còn gọi là cái niệu đạo quy đầu đấy. Thế như vậy là cái cơ quan sinh dục ngoài của nam đã được hình thành, đúng không? Tạo ra dương vật này, tạo ra niệu đạo dương vật này nhé, rồi tạo ra quy đầu này. Đấy, và hai cái gờ môi bìu của hai bên thì lúc này nó sẽ hình thành nên hai cái bìu nhé, hai cái bìu và chứa cái tinh hoàn ở bên trong. Tinh hoàn đấy thì nó từ trên đi xuống, nó sẽ nằm ở trong cái bìu này nhé. Chứ lúc đầu là tinh hoàn chưa nằm ở ở trong bìu, đúng không? Nó phải có cái quá trình di cư từ ổ bụng xuống. Thế trong cái khi mà chúng ta biết được cái phát triển bình thường như thế rồi, để chúng ta xem là bất thường. Bất thường này thì chúng ta sẽ nói về cái bất thường của cơ quan sinh dục ngoài, và thứ hai là nói về cái những cái bất thường có thể xảy ra trong cái quá trình di cư của tinh hoàn nhé. Đầu tiên là bất thường cơ quan sinh dục ngoài. Bình thường đây, cái niệu đạo dương vật nó phải đi ở đây, đúng không? Chúng ta học cái cấu tạo của dương vật rồi nhé. Cái niệu đạo dương vật hay niệu đạo xốp thì nó nằm ở trong thể xốp, đúng không? Đấy, nó nằm ở phía gần với phía mặt bụng của dương vật. Đây là mặt bụng, còn cái chỗ này là mặt lưng, mặt lưng hay là mặt trên đấy. Thế bất thường của cái cơ quan ngoài thì có hai cái bất thường được nói đến ở đây. Bình thường thì cái miệng của cái niệu đạo nó phải mở ra ở chỗ đầu của quy đầu này nhé. Thế bây giờ cái miệng niệu đạo nó lại mở ra, nó vòng ra phía mặt dưới hoặc là nó vòng ra phía mặt trên của dương vật, thì đấy là cái bất thường về lỗ lỗ tiểu. Như vậy cái thứ nhất là cái bất thường về vị trí của lỗ tiểu, vị trí của lỗ tiểu. Nếu có hai cái bất thường, thứ nhất là lỗ tiểu mở thấp, đúng không? Và thứ hai là lỗ tiểu mở trên nhé. Thứ nhất là tụ tập lỗ tiểu thấp, tức là lỗ tiểu mở ra ở mặt dưới của dương vật. Bình thường lỗ tiểu là phải mở ra chỗ đầu quy đầu này, đúng không? Bây giờ nó mở ra ở đây. Thế chúng ta thấy là cái cơ chế của nó thì cũng cũng dễ thôi nhé. Để hình thành chúng ta phải dựa vào là xem cái hình thành cái niệu đạo dương vật là như thế nào. Thì chúng ta vừa nói là gì, cái củ sinh dục này nó dài ra phía trước để tạo ra cái dương vật, đúng không? Sau đó thì gì, hình thành nên cái ống niệu đạo dương vật này, hai bên cái nếp niệu đạo ở hai bên này này nó sẽ khép lại, đúng không? Nó khép lại để tạo ra cái ống niệu đạo nhé, ống niệu đạo dương vật. Thế bây giờ trong cái quá trình khép của cái nếp niệu đạo ấy nhé, nó không khép kín, đúng không? Cái lỗ hòa nhập của cái nếp niệu đạo nó không hòa nhập lại với nhau, mà nó có những cái chỗ nó bị hở ra nhé, thì nó sẽ gây ra là cái tật lỗ niệu đạo mở thấp. Thế có ba vị trí mà người ta thấy cái lỗ niệu đạo này nó thường mở ra, nếu mà nó bất thường nó thường mở ra. Thứ nhất là nó có thể ở cái phần gần với quy đầu, cái chỗ này là quy đầu nhé, đây gần quy đầu. Thứ hai là có thể mở ra trên cái đường giữa này, trên cái đường giữa của dương vật, hoặc là thứ ba là ở cái gốc của dương vật nhé, cái gốc của dương vật. Một trong ba vị trí này là những vị trí hay gặp. Đây là minh họa ba cái vị trí khác nhau, chứ không phải là trên cùng cái dương vật mà nó mở ra cả ba chỗ này nhé. Đây tương ứng với ba cái vị trí, ví dụ như đây là mở ở dưới này nhé, gần quy đầu này. Đấy, cái chỗ này thì mở gần đường giữa, còn cái này là ở gốc của dương vật, các cái dạng của lỗ tiểu thấp. Thế ngược với cái lỗ tiểu thấp thì sẽ là cái lỗ lỗ niệu đạo mở bên trên, mở mặt trên của dương vật này, mở mặt trên. Tức là cái ống niệu đạo nó lại xuất hiện ở thành lưng, tức là thành trên của dương vật. Đúng không?
Đấy. Thế cơ chế của cái này là như thế nào? Chúng ta thấy là đây, chúng ta nhìn lại cái hình ở trong cái thời kỳ chưa biệt hóa, thời kỳ chưa biệt hóa của cơ quan sinh dục ngoài ấy. Thì đây là cái củ sinh dục, nó hình thành ở ngay phía trước của hai cái nếp niệu đạo. Hai cái này là hai cái nếp niệu đạo đúng không? Đấy. Khi mà phân thành, đây là màng niệu sinh dục, đây là màng hậu môn, thì cái này gọi là nếp niệu đạo nhé. Lúc đầu nó là nếp niệu sinh dục, bây giờ là nếp niệu đạo. Thế nó chập lại, nó tạo thành cái củ sinh dục ở phía trên. Đây, củ sinh dục đây. Sau đó củ sinh dục này cứ kéo dài ra, thì cái hai cái nếp niệu đạo nó ở mặt dưới của cái dương vật này nó sẽ khép lại. Nhưng bây giờ củ sinh dục nó không không hình thành ở đây, mà nó hình thành ở chỗ này này. Ở trên hình này thì không vẽ, nhưng mà cô chỉ ở đây để cho các bạn nhìn nhé. Tức là hai cái nếp niệu đạo này nó lại hòa nhập vào cái chỗ này cơ, ở trong cái vùng đáy chậu này này, trong vùng của bách niệu trực tràng này nhé. Củ sinh dục xuất hiện ở đây, hình dung chưa? Thế thì khi mà cái củ sinh dục này nó kéo dài ra đúng không, cái chỗ này nó không ở đây mà nó lại ở đây này, nên nó kéo dài cái chỗ này ra, thì có phải là cái phần nếp niệu đạo này lúc này nó xuất hiện ở trên mặt lưng của dương vật không, đúng chưa nhé? Cái này kéo dài ra thì cái ống niệu đạo này nó sẽ lan theo cái chiều của dương vật, và nó sẽ xuất hiện ở trên cái mặt lưng của dương vật này này. Và khi mà xuất hiện trên mặt lưng dương vật rồi, nó cũng không hòa nhập đúng không, nó cũng không hòa nhập lại với nhau đấy, thì nó sẽ gây ra cái lỗ niệu đạo nó mở bên trên nhé, nó mở bên trên này đấy. Nếu mà cái sự hòa nhập này nó không xảy ra ấy, thì gần như là chúng ta nhìn cái dương vật này gần như là nó bị tách đôi nhé. Tức là nó toàn bộ cái thân mặt lưng của dương vật này nó tẽ ra, nó chẽ ra làm đôi đúng không? Chứ không phải là nó chỉ hở ra ở một cái điểm đó đâu, mà nó dọc toàn bộ cái thân dương vật này luôn. Thì cái cơ chế của nó là như vậy nhé. Cái bất thường thứ hai của cơ quan sinh dục ngoài ấy, là cái người ta gọi là chứng lộn bàng quang. Bất thường thứ nhất là bất thường về lỗ tiểu đúng không, lỗ tiểu mở thấp hoặc là lỗ tiểu mở trên. Còn cái này là bất thường về thứ hai là chứng lộn bàng quang. Lộn bàng quang nghĩa là làm sao? Các em nhìn vào đây này, các em sẽ thấy ngay cái thành sau của bàng quang, cái phần đỏ này là thành sau. Thành sau thì nó có hai cái lỗ niệu quản nó cắm vào đây nhé. Chúng ta nhìn được thành sau bàng quang, nhìn được cái lỗ niệu quản này. Thế cái nguyên nhân là do các cái tế bào bình thường ấy, khi mà hình thành bàng quang ấy, bàng quang hình thành xong thì cái thành bụng trước này nó cũng sẽ hình thành ở phía trước bàng quang này đúng không? Do cái sự di cư của các tế bào trung mô nó tạo ra cái thành bụng trước của bàng quang đây nhé. Thế bây giờ cái thành trước của bàng quang nó không được, nó không được hình thành, và cái thành bụng trước cũng không được tạo ra, tức là các tế bào trung mô nó không di cư đến cái vùng này để nó tạo ra các cái thành đó. Đấy. Rõ ràng là không hình không tạo được cái thành này thì cái hình sau bàng quang nó sẽ lộ ra nhé, nó sẽ lộ ra, và chúng ta nhìn vào đây chúng ta nhìn được cả cái thành sau của bàng quang đấy. Thế thì cái chứng lộn bàng quang này thì nó rất là hay đi kèm với cả cái lỗ niệu đạo mở trên này. Nếu như mà trẻ trai đấy bị cái gì cái chứng lỗ niệu đạo mở trên này, này thì lại rất là hay đi kèm với cả cái chứng lộn bàng quang, tức là dương vật thì trẻ đôi và ở đây chúng ta không thấy cái sự gì di cư của các tế bào để tạo nên cái thành bụng trước và tạo nên cái thành trước của bàng quang nhé. Thì đây là một cái bất thường cũng tương đối là nặng, mặc dù nó rất là hiếm gặp. Đấy là chúng ta nói về hai cái bất thường chính trong cái quá trình hình thành hệ sinh dục ngoài, à, cơ quan sinh dục ngoài của nam nhé. Chúng ta sang một cái vấn đề nữa, nói về cái sự di cư của tinh hoàn, di cư của tinh hoàn xuống bìu. Ở trong cái quá trình phát triển hệ sinh dục nam thì cái quá trình di cư của tinh hoàn nó rất là quan trọng nhé. Đấy. Tinh hoàn mà không xuống được bìu ấy thì nó sẽ ở trên ổ bụng, bởi vì chúng ta biết là cái mào sinh dục đúng không, cái mào sinh dục là cái nơi mà nó sẽ phát triển thành bằng qua à, thành buồng trứng ở nữ hoặc là thành tinh hoàn ở nam. Nên nếu mà nó không đi xuống được thì cái tinh hoàn sẽ nằm trên ổ bụng nhé. Nằm trên ổ bụng thì cái nguy cơ chắc chắn là nó sẽ vô sinh, bởi vì nhiệt độ ở trong ổ bụng nó, nhiệt độ trong cơ thể chúng ta nó 37 độ đúng không? Đấy, mà tinh hoàn chỉ sản xuất được tinh trùng khi ở cái môi trường bên ngoài, ngoài cơ thể thôi. Đấy, tinh hoàn nằm ở trong bìu là để cho cái nhiệt độ nó thấp hơn nhiệt độ cơ thể thì mới mới sản xuất được tinh trùng nhé. Đấy là nguy cơ là vô sinh. Rồi cái thứ hai là nguy cơ bị ung thư nhé. Đấy, tinh hoàn mà cứ ở trong ổ bụng mà không kéo xuống ấy, thì thứ nhất là vô sinh, thứ hai là ung thư, bởi vì với cái môi trường như thế thì nó sẽ làm cho các cái tế bào tinh hoàn ấy, nó sẽ phát triển bất thường nhé, phát triển bất thường. Và một trong những cái ung thư mà của tinh hoàn mà hay gặp ở ở trẻ nhỏ đấy
trẻ nhỏ đấy, đó là ung thư cái u tế bào mầm tinh hoàn ấy. Tế bào mầm chính là những tế bào mầm sinh dục nguyên thủy đấy nhé. Đấy, nó cư trú ở trong đấy và nó không phát triển được thì nó sẽ gây ra ung thư, đúng không? Bởi vì ta biết là nếu mà trẻ chưa đến tuổi dậy thì ấy, thì ở tinh hoàn thì nó chỉ có tế bào mầm sinh dục nguyên thủy thôi, chứ còn cái tinh nguyên bào với cả các cái tinh bào rồi tiền tinh trùng nó chưa có, đúng không? Phải từ cái tuổi dậy thì trở đi thì mới có những cái tế bào dòng tinh đấy nhé. Vậy thì ở tinh hoàn thì nếu mà gặp ở những trẻ nhỏ chưa dậy thì, những trẻ bé thì chủ yếu là cái u của cái tế bào mầm, u tế bào mầm. Thì người ta thấy là hai cái nguy cơ mà tinh hoàn không xuống được là như thế. Thế bây giờ tinh hoàn nó xuống như thế nào? Tinh hoàn xuống bìu như thế nào? Thì chúng ta thấy là lúc mới hình thành thì tinh hoàn nó nằm ở gần cái phần trung thận, đúng không? Tuyến sinh dục nó nằm gần với cái trung thận. Hai cái đấy nó được treo vào cái thành bụng sau của thai nhờ một cái mạc treo, người ta gọi là mạc treo niệu sinh dục nhé. Sau đó thì trung thận nó sẽ thoái triển đi, đúng không? Cả phôi nam phôi nữ đều thoái triển. Phôi nam thì nó để lại một số cấu trúc để tham gia vào đường dẫn tinh ấy. Đấy. Khi thoái triển thì cái màu người ta gọi, à, cái mạc treo đấy người ta chỉ gọi là mạc treo tuyến sinh dục thôi, bởi vì trung thận thoái triển nên không có cái chữ niệu ở trong ấy nữa. Thế ở cái phần thấp đấy là cái phần phía trên, còn cái phần phía dưới thì cái mạc treo đấy người gọi chính là dây chằng sinh dục. Đây chính là dây chằng sinh dục nhé. Dây chằng sinh dục, chính cái dây chằng này nó sẽ có cái tác dụng nó kéo kéo tinh hoàn từ trên này đi xuống dưới. Ta nhìn từ hình này sang cái hình này đấy, kéo dần và cuối cùng là nằm ở trong bìu, đúng không? Nó sẽ lách qua, nó đi qua cái phần ống bẹn, đúng không? Và nó đi vào trong trong bìu ở đây nhé. Đây, tinh hoàn sẽ chui xuống qua lỗ bẹn này, rồi qua cái mép của xương mu. Xương mu là cái phần màu đen này, đấy, qua cái mép của xương mu, chui qua ống bẹn qua mép xương mu và đi vào thì đi xuống bìu. Khi trẻ ra đời là tinh hoàn phải xuống bìu rồi, bình thường là như thế. Đấy. Còn nếu như mà với những trẻ mà chưa xuống bìu khi ra đời ấy, thì người ta sẽ theo dõi tiếp trong khoảng mấy tháng đầu. Có một số trẻ thì chắc là do cái lượng testosterone ấy nó cái nồng độ nó hơi thấp, đúng không? Nên là nó cái quá trình di chuyển của tinh hoàn xuống bìu nó muộn hơn, thế người ta theo dõi tiếp. Họ thường là 6 tháng sau khi trẻ ra đời, nếu như mà nó chưa xuống ấy, thì kiểu gì cũng phải can thiệp để kéo nó xuống nhé, chứ để trong đấy nó có rất nhiều cái nguy cơ có thể xảy ra. Thế khi mà tinh hoàn đi từ trên ổ bụng xuống bìu thì không phải chỉ có mỗi tinh hoàn nó đi xuống, mà cái nếp phúc mạc của ổ bụng này rồi các cái cơ che phủ ở phía trước của ổ bụng này nó cũng được kéo xuống. Đấy, cũng được kéo xuống nhé. Thế lúc này người ta sẽ thấy là cái tinh hoàn đây nó sẽ được che phủ bởi phía trước. Cái phần màu xanh này là cái ống phúc tinh mạc. Ống phúc tinh mạc này nó có là một cái ống, nó có hai cái nếp. Cái nếp mà sát với tinh hoàn đây người ta gọi là lá tạng nhé. Lá tạng của ống phúc tinh mạc thì nằm sát với tinh hoàn. Còn cái nếp ở bên ngoài này nhé, thì là lá thành. Lá thành. Thế ngoài cái ống phúc tinh mạc nó chính là được hình thành do cái nếp phúc mạc nó đi xuống theo đấy. Và nó tạo nên cái ống này này, thì tinh hoàn ở phía trước của nó còn được che phủ bởi các cái lớp cơ nó đi xuống, nó tạo nên các cái lớp lớp mạc nhé, cái lớp mạc tinh nó che phủ ở phía trước. Và người ta thấy rằng là có ba cái lớp che phủ ở phía trước của tinh hoàn đây. Ví dụ có phải chúng ta học cái các cái cơ ở thành bụng ấy thì chúng ta thấy là có cơ chéo bụng ngoài, đúng không ạ? Cơ chéo bụng trong, rồi cơ ngang bụng và có cái mạc ngang nhé. Thế thì cái cân ngang hay cái mạc ngang ấy nó sẽ che sát, nó sẽ nằm sát với cả cái ống phúc tinh mạc này nhé. Nó sẽ tạo nên mạc tinh trong. Mạc tinh trong là do cân ngang nó tạo ra nhé, mạc ngang tạo ra. Còn cái cơ chéo bụng trong, cơ chéo bụng trong là cái lớp giữa này này, thì nó sẽ tạo nên cái lớp cơ và lớp cân của bìu. Các bạn học cái giải phẫu cấu tạo của bìu rồi đúng không? Các bạn kể từ ngoài vào nhé, nó có da rồi nó có các cái lớp mạc này nhé. Thế lớp cơ và lớp cân của bìu này là do cơ chéo bụng trong nó tạo nên. Còn cái lớp ngoài này là cái mạc tinh ngoài thì là do cơ chéo bụng ngoài. Cơ chéo bụng ngoài sẽ hình thành nên cái mạc tinh ngoài này. Đấy. Như vậy là cái cấu tạo của bìu này này, từ ngoài đi vào chúng ta có thể kể đến đầu tiên là da, đúng không? Mạc tinh trong, lớp mạc tinh trong, à, lớp mạc tinh ngoài trước, lớp mạc tinh ngoài nguồn gốc từ cơ chéo bụng ngoài. Nên lớp cơ và lớp cân của bìu là nguồn gốc từ cơ chéo bụng trong. Xong đến lớp mạc tinh trong là nguồn gốc từ cân ngang và đến gì, đến cái ống phúc tinh mạc. Ống phúc tinh mạc nhé, ống phúc tinh mạc này do phúc mạc nó đi xuống. Thế lúc mà nó mới đi xuống thì nó tạo thành cái đường thông như thế này đây, cái lớp phúc mạc chúng ta đây nhé, nó hình thành lên cái ống này này,
đây này, toàn bộ cái đường viền đen này là cái niếp mạc đấy. Nhé. Thế khi mà mới đi xuống che phủ phía trước tinh hoàn thì nó có cái đường thông giữa cái ống phúc tinh mạc này với cả ổ bụng, đây là cái đường thông. Nhưng mà sau đó khi mà trẻ ra đời ấy, khi mà trẻ ra đời thì cái đường thông này nó sẽ bị xóa đi nhé. Đấy. Cái ống hẹp này này, cái đường nối này nó sẽ bị xóa đi lúc trẻ sinh ra, hoặc là một cái thời gian ngắn sau thì nó sẽ xóa đi. Nếu mà nó không xóa được cái đường thông đấy thì nó sẽ có cái bất thường, đúng không? Bất thường gì thì chúng ta kể sau. Cái sơ đồ này thì cũng là minh họa lại cái quá trình mà tinh hoàn di chuyển xuống bìu. Đây chúng ta thấy cái này là cái phúc mạc này nhé, cái ở trong cùng là phúc mạc, đây là tinh hoàn nằm ở trên ổ bụng, và cái dây treo cái đây là cái mạc treo sinh dục, đúng không? Nó treo cái tinh hoàn này với thành lưng của cơ thể, thành lưng của phôi. Còn cái phần đuôi, phần phía dưới này thì cái này là dây chằng sinh dục nhé, hay là dây chằng tuyến sinh dục. Đấy. Đây thì cái dây chằng tuyến sinh dục này nó sẽ kéo cái tinh hoàn này xuống. Tinh hoàn khi mà đi xuống thì đây, cái phúc mạc này nó cũng xuống này. Chúng ta nhìn từ hình trên này thành cái hình dưới này, thành cái hình này nhé. Đấy, nó kéo theo một loạt các cái cấu trúc. Như vậy lúc này che phủ phía trước của tinh hoàn đây chính là cái ống phúc tinh mạc. Sau đó đến các cái lớp để mạc tinh trong, cân và cơ bìu, và mạc tinh ngoài ở phía ngoài này nhé, mạc tinh ngoài phía ngoài này. Đấy. Thế người ta cũng tìm hiểu được là cái nguyên nhân nào khiến cho cái tinh hoàn này nó đi xuống bìu, đúng không? Phải có cái nguyên nhân chứ, tự nhiên nó làm sao nó đi xuống được. Đấy. Thì thực ra cái phần nguyên nhân đấy, cái cơ chế mà tinh hoàn đi xuống bìu ấy, thì nó rất là nhiều những cái yếu tố nó tham gia để giúp cho tinh hoàn di chuyển xuống được. Có những cái yếu tố về cơ học nhé, có những yếu tố về cơ học, ví dụ như là cái áp lực ở trong ổ bụng này, khi mà thai lớn lên ấy, thì cái áp lực trong ổ bụng này nó ngày càng tăng lên và nó thì đẩy tinh hoàn xuống. Rồi cái yếu tố là cái dây chằng này này nó cũng có cái tham gia vào cái vai trò là nó kéo tinh hoàn xuống. Rồi những cái yếu tố về mặt hormone nhé, yếu tố về sinh lý đấy, những cái thay đổi về hormone thì nó cũng tham gia là làm cho tinh hoàn di chuyển được xuống bìu. Cái phần này nó rất là dài đấy, thì em có thể tìm tài liệu nhé để đọc về cái cơ chế mà tinh hoàn, tại sao tinh hoàn lại đi từ ổ bụng xuống dưới bìu, đúng không? Và khi mà nó đi đây thì nó phải đi qua cái ống bẹn, đúng không? Đây là cái ống bẹn có cái lỗ bẹn sâu và lỗ bẹn nông nhé, chui qua ống bẹn rồi lách qua cái mép của xương mu thì nó mới đi xuống được đây. Thế nếu mà trên đường đi này nó đến cái vị trí nào mà tự nhiên nó không đi được nữa, đúng không? Thì nó sẽ mắc kẹt ở cái vị trí đó, thì đấy chính là cái chứng tinh hoàn không xuống bìu hay là tinh hoàn ẩn đấy nhé. Bây giờ chúng ta xem một số những cái bất thường nếu như mà trong cái quá trình di cư của tinh hoàn xuống bìu này nó có cái vấn đề xảy ra, thì đó là những cái bất thường gì. Thứ nhất là cái thoát vị bẹn. Thoát vị bẹn này các em phải phân biệt giữa thoát vị bẹn bẩm sinh với cả thoát vị bẹn ở người già nhé. Cái thoát vị bẹn này là thoát vị bẹn ở trẻ trẻ mới sinh ấy, đúng không? Trẻ nhỏ. Đấy, người ta gọi là thoát vị bẹn bẩm sinh bởi vì cái cơ chế của nó là do còn cái ống phúc tinh mạc này nhé. Tức là cái đường thông giữa cả cái ống phúc tinh mạc với cả ổ bụng nó không đóng lại sau khi sinh mà nó vẫn thông như này. Thế thì ruột ở trong ổ bụng này nó sẽ đi vào cái đường thông này nhé. Tức là ruột ở trong đây. Đây chúng ta nhìn thấy, đáng lẽ cái chỗ này nó phải đóng kín lại, bình thường là nó cái đường này nó phải đóng, đúng không? Bây giờ nó vẫn còn cái đường này thì ruột nó chui vào đây. Thì tùy theo nó chui đến mức độ nào. Nếu mà nó chui sâu xuống tận cái chỗ bìu này thì đây là thoát vị bẹn bẩm sinh và thoát vị vào trong bìu. Còn nếu như mà cái ống này nó đóng nó không hoàn toàn, ví dụ chỉ có cái đoạn gần đến bìu này nó đóng lại đây thôi, còn cái đoạn phía trên gần ổ bụng này nó không đóng được nhé, thì thoát vị bẹn lúc này cái thoát vị ấy nó sẽ gì, chỉ ở cái phần gần với ổ bụng này thôi, tức là nó xuống một chút, ở chưa xuống hẳn bìu, đúng không? Nó chỉ ở cái phần bẹn thôi nhé, thì đây đúng là thoát vị bẹn, còn đây là thoát vị bìu rồi, đúng không? Thoát vị vào hẳn vào bìu rồi chứ không còn về ở bẹn nữa. Đấy thì tùy theo cái mức độ nó đóng như thế nào, nó có đóng hay không. Đấy, thì đây là thoát vị ở trẻ con, thoát vị bẹn bẩm sinh. Còn thoát vị ở người già ấy, thì không phải là còn cái ống phúc tinh mạc, mà thoát vị ở người già là do khi mà có tuổi ấy, thì các cái cơ nó lỏng lẻo, nó yếu đi nhé. Đấy, và cái cơ ở vùng ống bẹn nó yếu đi, thế thì nó gì, nó góp phần khi mà người ta gắng sức trong một cái hoạt động nào đó, ví dụ như tập thể dục, đúng không, hoặc là ho mạnh chẳng hạn đấy, thì cái ruột ở trong ổ bụng nó sẽ bị đẩy xuống, cái do cái cơ nó yếu nên nó bị đẩy xuống cái vùng bẹn này, thì đấy là cái thoát vị bẹn mắc phải người già. Nên chúng ta phân biệt giữa hai cái thoát vị bẹn nó khác nhau nhé. Cái bất thường thứ hai là cái tràn dịch ở cái ống phúc tinh mạc.
ống phúc tinh mạc này nhé, cái đường thông mà không đóng kín đúng không, nó vẫn còn đấy, thì hoặc trên cái đường đi ấy, của cái ống, trên cái đường thông của ống phúc tinh mạc này nó có những cái nang nhé, những cái nang nó tiết dịch, nó có thể tiết dịch, và nó cái dịch này nó có thể xuất hiện ở trong cái ống phúc tinh mạc, tràn dịch phúc tinh mạc hay là chính là tràn dịch màng tinh hoàn đấy nhé. Đấy, khi mà trẻ con đấy mà nó tự nhiên cái bìu của nó to đùng lên đấy, khi mà có dịch ấy, thì nếu mà dịch nhiều thì chúng ta thấy là cái da nó bóng rồi, nó to nhưng mà da nó bóng nó nhẵn rồi đấy, thì chúng ta kiểm tra chúng ta thấy là dịch ở đó thì phải xem là liệu là có phải là nó còn cái ống phúc tinh mạc hay không nhé, cái đường cái ống phúc tinh mạc nó vẫn còn tồn tại hay không, ví dụ như là đây đúng không đấy. Nếu mà cái tràn dịch màng tinh hoàn nó chỉ đơn thuần ở đây thôi và nó không, cái dịch ấy nó không lên tận cái chỗ ống phúc tinh mạc này, nó chỉ đơn thuần là cái chỗ dưới cái chỗ tinh hoàn này thôi, thì cái này thường là do viêm hoặc là trẻ sơ sinh. Còn cái này ấy, nếu mà cái dịch này nó lan lên tận cái đường đường thông của cái ống phúc tinh mạc này thì đây mới là gì, là cái nguyên nhân của tràn dịch là do còn cái ống phúc tinh mạc, tức nó nhiều nhiều nguyên nhân lắm. Nếu như mà chúng ta thấy những cái triệu chứng nào đó thì chúng ta phải đi tìm, nhưng mà thường ấy ở trẻ nhỏ nhé, nhất là trẻ vừa mới đẻ ra hoặc là sau đẻ vài tháng ấy, mà nó đã xuất hiện những cái bệnh lý ở cái cơ quan sinh dục này, thì thường đấy là những cái bất thường bẩm sinh đấy. Chúng ta phải tìm, chúng ta phải hướng đến cái bất thường bẩm sinh nhiều hơn, bởi vì trẻ con mới đẻ thì nó chưa có những cái yếu tố khác đúng không, nó không, cái bệnh lý của trẻ mới đẻ nó khác cái bệnh lý của người lớn nhé, chúng ta xem mà nó có bất thường cái gì ở những cái cơ quan hay không, đúng không? Và cái thứ ba, như vậy là cái thứ nhất là thoát vị bẹ bẩm sinh đúng không, thứ hai là cái tràn dịch phúc tinh mạc, thứ ba là cái tinh hoàn ẩn đấy, tinh hoàn ẩn nhé. Nên là khi mà một em bé trai ra đời là phải nhìn xem là có tinh hoàn xuống bìu hay chưa đúng không đấy, nhìn không rõ thì phải sờ nhé, phải sờ cái chỗ bìu này đấy. Thậm chí người ta đi siêu âm khi mà trẻ con còn chưa đẻ thì cũng có thể nhìn được hai cái tinh hoàn này nó đã ở trong bìu hay chưa đúng không, nó nhìn thấy rất là rõ nhé. Đấy. Thế trên đường đi mà nó không xuống được đến tận cái chỗ bìu này, nó dừng lại bất cứ chỗ nào đấy thì đấy là chứng tinh hoàn ẩn đúng không? Và người ta thấy cái tỷ lệ các cái điểm dừng của cái tinh hoàn trên đường đi ấy, là đứng tại chỗ nó không đi thì là 15%, tức là tinh hoàn nằm trong bụng đúng không? Đấy. Nó có đi vào ống bẹn nhưng mà nó dừng lại ở cái phần lỗ bẹn sâu nhé. Đây là nằm trong ống bẹn rồi, lỗ bẹn sâu là cái chỗ này cơ, đây là lỗ bẹn nông này đấy. Thì dừng ở trên cái đường đi của ống bẹn này là khoảng 25%, đến cái phần trên của bìu nhé, đến cái gốc bìu này không làm sao mà đi xuống ở đây nữa đúng không, xuống dưới này thì cái này là chiếm là cái tỷ lệ phần lớn là nằm ở đây là 60%. Thì người ta thấy là thống kê một số cái tỷ lệ trên cái đường đi là như vậy, và khi mà có cái tinh hoàn ẩn như thế này là chúng ta phải phải làm thế nào để cho tinh hoàn nó xuống đúng không. Đấy. Ví dụ người ta có thể dùng liệu pháp về dùng nội các cái phương pháp về nội khoa thôi. Đấy, dùng thuốc chẳng hạn. Có thể là nó thiếu cái hormone sinh dục nam xuống được thì mình bổ thêm cái hormone đấy, nếu nó xuống được thì là tốt, còn nếu mà sau liệu pháp nội khoa mà nó không xuống thì bắt buộc phải can thiệp ngoại khoa đúng không? Phải kéo nó xuống dưới này. Đấy là một số những cái bất thường mà có liên quan trong cái quá trình hình thành và phát triển các cái cơ quan của hệ sinh dục nam. Này là sơ đồ nói về các cái mốc thời gian thôi. Ví dụ đến tuần thứ mấy là hình thành tuyến sinh dục, cái này thì cũng không không quan trọng lắm nhé, các em đọc ở trong bài là có hết rồi. Thế bài của chúng ta là một tiết, như vậy là chúng ta nói xong về cái quá trình phát triển của hệ sinh dục nam và hai cái vấn đề liên quan, thứ nhất là cái bất thường của cái cơ quan sinh dục ngoài nam đúng không, và thứ hai là cái quá trình di cư của tinh hoàn bình thường và bất thường như thế nào, các em có ý kiến gì không? Cô ơi, Ơi e-learning